Đây là bắt đầu ăn cơm à. Để em xem anh ăn tí. Các bạn giờ mình ai rước con ngay giờ các bạn. Thì các bạn ấy giờ tới giờ ăn cơm nha. Rồi câu sáng giờ không có gì hết, bắt được mớ hến, đi gà được mấy cần bảy, giờ quay về đói bụng quá, hai đứa cháu giờ bày ra đớp thôi. Quá nóng quá. Ăn như người ra luôn. Nhầm ra. Rồi không có ớt luôn. Quay lại. Cái này chú rừng, bắt chú rừng nha các bạn. Thấy tiếc tiếc lấy nó bẻ ra ăn thử. Sao mà nóng dữ vậy? Nãy chưa hết nóng nữa. Đang miếng quất 37-21 luôn. Đúng gì không có gì ăn vẫn ngoài đồng. Miếng mắm à. Ngon hả? Cắn thử em. Đắng không? Nè. Cắn thử đắng không? Đắng không? Không được. À không? Nó hơi chát chát mà bắp chuối thì hơi chát rồi. Được không? Ngon không? Ngon hơn nhà.
ở nhà mình nếm ra vậy đầy đủ mà ăn ngon. Ở đây ăn ngon. À mà hỏi để mai có bột nêm nữa. Rất luôn ha. Trời ơi. Con nhỏ mà có vỏ không? Hai cục thịt vô cái vỏ luôn. Nó đẻ này. Không có gia vị gì hết á. Nó chỉ thêm cái gì? Cà chua. Cà chua. Đấy các bạn. Mình còn cần này mình chưa có gài. Mình tính đi gài nữa mà giờ có con sóc nó nằm trong này. Dính sóc. Gài chuột dính sóc quá, sóc đất. Ê, có đoạn cơ mà. Đây là có đoạn cơ mà. Không mặn giờ để ngày mai. Để mai có đói thì mặn nấu cơm anh. Cái dưới hồi nãy đâu rồi con? Nó xa. Đây là nướng ngang đi. Cá chín nè bạn. Con còn một để nó ăn luôn. Chiều nó ăn ít luôn. Cái củ mì chiều kêu ấy đó ấy còn không? Ấy có gì lấy mai cái cần nào ấy cái đó thì ấy mai mình đem gà tiếp. Để ở đây nè. Để lên cục đá. Cá lóc. Cá lóc hả tao đó? Này lóc con. Lóc con không phải tao chó. gom để hơi nữa cái ấy chiên lên chấm muối. Cái trái con này các bạn. Cá lóc mà. Cái trào quá à, con mà. Đâu còn con nữa đâu. Rỉ ra nó đường nào cũng mặn ấy chiên hết rồi. Hết luôn rồi, hết mồi rồi. Này các bạn, cái tàu chó nữa. Cái rô hay tàu chó? Cái rô. Cái trâu chó nè. Đó, dính nè. Đó. Dãy. Nó nuốt cái lúc cán luôn. Nó táp vô rồi đưa vô tới bồ tử nữa đâu. Con cá sặc bướm nữa. Con cá rô nữa. Ấy móc xuống câu. Câu thử thì người ăn sao? Này cá rô mình câu thử. Chui vô lẩu rồi con. Chết rồi. Chui vô lẩu rồi. Bịch hai đầu đây. Chặn lại liền.
Rồi cháy luôn rồi. Rồi ra luôn rồi. Khung quá. Hết chưa? Nhìn cái bóng các bạn. Cái bóng nữa nè. Nó dính này. Bay luôn, nhịp bay luôn. Nhịp bay luôn. À, nuốt luôn rồi. Chưa. Này là đối có mấy cái con rắn ơi, con lươn, con lươn kìa, lươn bự không nhỏ đó nè, bắt luôn ta. Bắt luôn ấy, sao bắt được trứng lùi à, sao bắt cái nó để cho nó bay thử có trúng nữa không biết nè, chắc không trúng đâu. Chạy nó kìa, con bắt được kìa, có gì không? Mới bắt được con bông súng, giờ em ra bắt con ốc nữa. Bộ quá, nãy biết vậy làm thôi con kia nữa được rồi ha. Nãy biết vậy đem cái đồng kia đem theo được rồi. Thôi lên. Bèo nó ốc phú vô. Phải vậy chứ. Còn không? Lướt riết rồi. Mày lướt riết tao cầm mỗi tay mày. À, giờ mình cũng mang xong hết rồi. Cá rắn. Rắn được mấy chiếc trứng nữa. Thêm được chút đồ ăn. Thôi mời các bạn nha, giờ cũng muốn khuya đói bụng, giờ làm biếng nấu cơm đi bắt mấy con cá về. Mấy con cá với mấy con ốc mà giờ có mấy con ốc giờ chưa chín ăn thì trước tính đi, này tính rắn nè. Mời các bạn nha, cá ăn món gì tính. Dẻo dẻo bột bột ngon. Cá em xíu nhai hết xương. Nhà tới rắn.
đi sáng giờ mới được ăn thịt. Ngày xưa không nổi. Thật ngọt hả? Ăn cho cái gì coi vô bụng đủ cho nó ngon. Ngoài đồng ngoài rừng làm sầm sầm.